Hân Hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, năm 2020 của tuổi Dần dự đoán rằng bắt đầu hứa hẹn thành công trong mọi việc của mình. Lời khuyên tốt nhất cho bạn là hãy tự tin vào chính mình, đi về phía trước mà không cần phải hỏi bản thân quá nhiều câu hỏi. Năng lượng của năm 2020 cộng hưởng với tuổi Dần, bạn sẽ có một năm tuyệt vời nhưng không phải là không có thách thức. Tử vi năm 2020 của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, mệnh chủ không nên có mối quan hệ ở độ tuổi sớm này vì nó có thể ảnh hưởng đến công việc sự nghiệp của bạn. Thái độ phải được kiểm soát, đừng quá háo hức để đạt được chiến thắng, không phải lúc nào cũng là một điều tốt. Khi gặp gỡ những người bạn mới, cần phải phân biệt ai tốt và xấu, bạn nên nỗ lực hơn nữa để hòa hợp với cha mẹ. Mệnh chủ tuổi Dần sinh năm 1998, nạp âm ngũ hành là thành đầu thổ, đa phần là người ngay thẳng, lúc trẻ cần kiệm phát đạt, dụng lễ đãi người, về già có cơ hội tốt. Năm 2020 Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ tương đồng, cho nên mệnh chủ cần phải chú ý nhiều hơn về những bệnh đường hô hấp có thể gặp phải. Năm nay, tuy làm việc có sự giúp đỡ của bạn bè thân thích cùng thế hệ, nhưng cũng phải đề phòng những người không quen bị kẻ xấu chọc ngoáy, đừng vì người khác mà đứng ra bảo đảm. Để hóa giải những tai ách gây ra trong năm nay, mệnh chủ tuổi Dần cần phải mang bên mình kim bài Thái Tuế và vòng tam hợp huyết long Dần Ngọ Tuất để được Thái Tuế và quý thần tương trợ, gặp hung hóa cát trong năm nay. Mậu Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất, đề phòng hao tổn tiền tài. Tuổi Mậu Dần cần phải chú ý về phần tài chính trong năm này nhiều hơn, phải nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay là giao dịch. Tổng quan vận hạn của tuổi Mậu Dần sinh năm 98 vào năm Canh Tý, nam mạng gặp phải sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, tài lộc lên cao, vạn sự hòa hợp tài lộc cho nam. Còn nữ lại hay bị đau ốm, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, nam mạng gặp hạn toán tận. Những người có hạn toán tận trong năm sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc, thứ hai là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có hành ngũ thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiên kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán thì không phát triển. Ngoài ra thì cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền bất an. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, nữ mạng trong năm gặp hạn Huỳnh Tuyền. Hạn Huỳnh Tuyền chủ với sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp phải chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ác sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Phương án kích hoạt công tài lộc cho các gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, Dần Ngọ Tuất hóa hỏa vào các tháng Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Dậu, tức là các tháng 1, 2, 3, 4, tháng 4 nhuận và tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là: nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tuất sẽ chọn ngày giờ là Ngọ, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Ngọ sẽ chọn ngày giờ là Tuất. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Mậu hợp quý hóa hỏa thủy vào những tháng Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên
Nếu như mảnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là quý, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mảnh chủ tuổi quý như là quý dậu 1993, quý hợi 1983, quý sửu 1973, quý mão 1963 và tuổi quý tỵ sinh năm 2003. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của mậu dần sinh năm 98 sẽ là tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên. Ất tỵ 1965, đinh tỵ 1977, kỷ tỵ 1989, tân tỵ 2001, quý tỵ sinh năm 1953. Tuổi dương quý nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ mình, biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương quý nhân của mậu dần sinh năm 98 là sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, kỷ sửu 1949, tân sửu 1961, quý sửu 1973, ất sửu 1985, đinh sửu 1997. Tuổi âm quý nhân đó là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm quý nhân của mậu dần sinh năm 1998 là mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, kỷ mùi 1979, tân mùi 1991, quý mùi 1943, ất mùi 1955, đinh mùi 1967. Do dần thân là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi thân. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, dần hợi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa cho những mệnh chủ tuổi hợi trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi thiên mã. Tuổi mã liên quan đến phần động, việc vận chuyển ở bên ngoài ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi thiên mã của mậu dần sinh năm 98 sẽ là thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, nhâm thân 1992, giáp thân 2004, bính thân 1956, canh thân 1980, mậu thân 1968. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí, gia chủ 23 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay trong năm này, mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tí, gia chủ mậu dần sinh năm 98 là 23 tuổi nên sẽ phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi mậu dần sinh năm 98 cần tránh các năm tam tai thân, dậu, tuất. Năm 2020, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới, gia chủ tuổi mậu dần sinh năm 98 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi mậu dần sinh năm 1998. Với nam mạng tuổi mậu dần sinh năm 98 sẽ thuộc cung khôn thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng mậu dần sinh năm 98 sẽ là cung tốn, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch, đó là Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, Tây Nam là Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân.
xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài. Phạm cùng tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, sống không lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống. Gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất đó là tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Kết sắt. Đây là vật phẩm giúp gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kết quả tài lộc năm 2020. Theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cũng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video trên kênh. Và thường, việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí bài trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp.
muốn có được tài lộc tốt chắc chắn phải có hỏa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây ngọc ngân trong phong thủy gọi là có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loài cây mang đến may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất phù hợp với những mệnh chủ tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có ý nghĩa là vàng bạc, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây có hình trái tim, có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Cuối cùng thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 98 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.